Mới đây tại Hà Nội, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Bixi Thăng Long tổ chức lễ khai mạc tuần lễ giới thiệu hàng nông sản tỉnh Yên Bái năm 2019. Tuần lễ giới thiệu hàng nông sản tỉnh Yên Bái năm 2019 được tổ chức trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Sở Công Thương Yên Bái và Bixi Thăng Long. Với quy mô hơn chục gian hàng, Yên Bái đã trưng bày giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội các sản phẩm đặc sản của tỉnh như gạo nếp Tú Lệ, gạo Mường Lò, cam Văn Chấn, Lục Yên, chè San Tuyết Suối Giàng, miến đao Giấy Phiên, cá sấy Hồ Thác Bà. Hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tìm kiếm giải pháp trong việc hình thành chuỗi cung ứng, kết nối các nhà sản xuất, nuôi trồng với các nhà phân phối nhằm giải quyết đầu ra đối với các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm được sản xuất trong tỉnh Yên Bái và tạo lập thị trường tiêu thụ một cách bền vững, mở ra hướng đi mới trong việc liên kết để hàng địa phương xuất hiện ngày càng nhiều tại các kênh phân phối hiện đại theo phương thức tiêu thụ hiện đại với hợp đồng dài hạn, ổn định và khối lượng lớn.